Thưa quý vị và các bạn, cá cuốt là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao nhưng có thời gian nuôi kéo dài. Khi cá có trọng lượng từ 6 đến 7 kg, giá bán có thể đạt đến hơn 400.000 đồng mỗi kg. Anh Phạm Văn Hàn là nông dân đầu tiên ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát mạnh dạn nuôi loại thủy sản này để nâng cao thu nhập. Khó khăn nhất trong việc nuôi cá cuốt là thiếu con giống. Ban đầu, vợ chồng anh Phạm Văn Hàn phải thu gom ở nhiều nơi để có được 600 con cá cuốt vào năm 2016. Đã từng công tác tại Trung tâm Thủy sản tỉnh, nắm rõ kỹ thuật, tập tính của loài cá này nên việc nuôi cá đặc sản của anh Hàn khá thuận lợi. Dự kiến lứa đầu sau khi bán đi, anh sẽ thu về gần 2 tỷ đồng, trừ các chi phí cũng lãi hơn 1 tỷ đồng. Anh Hàn cũng tập hợp những nông dân cùng sở thích nuôi thủy sản tại địa phương để thành lập hợp tác xã An Phong với mong muốn xây dựng thương hiệu cho cá cuốt Quang Kim. Thì trong quá trình tôi đã làm và tích lũy được kinh nghiệm từ cái công việc thực tế hàng ngày và cái điều kiện khí hậu thời tiết và của địa phương, thì tôi sẽ tư vấn và chuyển giao cái khoa học kỹ thuật và cũng như cái kỹ thuật về chăn nuôi và phòng dịch bệnh cho con cá cho bà con. Cá cuốt là loại cá ăn chìm, vì vậy anh tận dụng thả thêm một số loại cá có giá trị khác như trạch chấu, chấm đỏ, rô phi, chép lai để vừa tạo nguồn thu vừa tận dụng tối đa thức ăn từ các tầng nước. Cơ quan chuyên môn của Bát Sát cũng đang hỗ trợ xây dựng đưa cá cuốt trở thành sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh. Mô hình cá cuốt thì đầu ra rất ổn định và đảm bảo, không có cung cấp ra thị trường. Chính vì vậy chúng tôi đã tập trung vào để cho phát triển cái mô hình này để mục đích là làm cho bà con thu nhập kinh tế ổn định và phát triển tốt. Quang Kim là xã có diện tích mặt nước khá lớn, thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. Mô hình nuôi cá cuốt thành công sẽ mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương phát triển kinh tế, nâng cao giá trị hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.